Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Hoa Phong Lan. Hôm nay thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2018, ngày mới cho phép em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc tất cả mọi người có một buổi sáng an lành, một ngày làm việc mới thật là hiệu quả, thật là vui vẻ, gặp thật nhiều may mắn. Phiên hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với toàn thể cô chú anh chị các bạn rất là nhiều giống chủng loại hoa phong lan. Và trước tiên thì cho em xin phép được em giới thiệu lại, em tên là Mã Bảo Trung, em sống ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Mô hình hoa phong lan của em chuyên cung cấp cái trồng các loại hoa phong lan rừng, và đặc biệt là có những giống chủng loại hoa phong lan mà chúng em đã trồng rất là thành công và có hoa, ví dụ như địa lan Trần Mộng Tết này. Hiện tại những cái chậu địa lan Trần Mộng này thì em bán với giá là từ 1,5 triệu cho đến 2,5 triệu một chậu. Thì riêng ở khu vực phía Bắc thì chúng em sẽ bao ship toàn bộ khu vực phía Bắc, các tỉnh phía Bắc. Đấy, hình thức của em gửi hàng là em sẽ gửi lan theo theo đường theo 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 thường xe. Đấy, thì nhận nhận hàng và thanh toán qua nhà xe. Những chậu địa lan Trần Mộng này hiện tại bây giờ có chậu đang có hoa và có chậu đang có lên nụ, rất là nhiều nụ. Đấy. Thì cô chú anh chị các bạn mà lấy địa lan Trần Mộng thì vui lòng là nhắn tin hoặc là gọi điện đến số điện thoại 0968 268 175 hoặc số điện thoại 0949 26 1918. Đấy là số điện thoại của em. Những gồng hoa bây giờ đã cao như thế này rồi. Rất là nhiều vòi hoa nhá. Đấy. Thế là những chậu địa lan Trần Mộng của doanh chúng em. Còn tiếp theo ở trong đấy em sẽ giới thiệu với toàn thể cô chú anh chị các bạn những loại lan hàng kg mà phiên hôm nay em muốn giao dịch, muốn trao đổi với toàn thể cô chú anh chị các bạn nhé. Đấy, ở phía trong này cái vườn của em thì khá là rộng này. Ở phía trong này các bạn đã bày sẵn xong hết rồi. Thì hôm nay em sẽ ghi hình từ ngoài này vào luôn. Ở trong này cái chỗ mà chúng em đóng gửi hàng cho khách hàng. Đây là những cái mặt hàng mà phiên hôm nay em muốn giao lưu và trao đổi với toàn thể cô chú anh chị các bạn nhé. Đấy. Em xin phép được giới thiệu từng loại mặt hàng của phiên hôm nay luôn. Đầu tiên, em muốn giới thiệu với mọi người bốn cái bốn cái dề nhất điểm hoàng rất là to và cực kỳ nhiều thân tơ. Dề nào cũng nhiều thân tơ. Đấy, dề to nhất là dề số 1, em xin phép được bán là 500.000. Đấy, dề số 1. Dề rất là nhiều thân tơ đây. Thân rất là mập đẹp này. Đấy, dề số 2. Dề số 2 đây. Em bán 280.000 thôi. Đấy. Những cái dề nhất điểm hoàng này thì em cũng vừa được cái thông tin là các bạn báo là em đã bán hết cái những cái chậu kia rồi. Bây giờ em xin phép em được bán cái hàng kg ở trong này. Đầu tiên em muốn giới thiệu là cái hoàng thảo đùi gà tròn, là một trong những loại lan đây, hoa nở vào tháng 2. Đấy, cây rất là mọng đẹp luôn này. Đấy, cây cực kỳ mọng đẹp. Thân vàng vàng chói luôn. Đấy, và có cả hàng dề như thế này nhé. Đấy. Có cả dề như thế này. Hàng hôm nay thì chiếm tới 70-80% là hàng dề. Đấy, tuy nhiên nó sẽ có những cái cây rời như thế này nhé. Đấy. Giá em bán là 230.000 một cân. Phía trong này cái combo này. Combo này em bán 700.000. Đấy, combo này, à cái combo này lại vừa được thông tin lại bán rồi. Đấy. Hoàng thảo ý ngọc. Hoàng thảo ý ngọc 230.000 một kg. Đây. Cũng có thể mùa này nó rụng lá rồi, cũng có thể là lẫn cả kèn ở trong này. Đấy, bởi vì là người dân khai thác thì họ không thể biết được. Không không thể phân biệt được khi mà nó, cây của nó mà đã chút lá rồi thì khó có thể phân biệt được đâu là kèn, đâu là ý ngọc. Chỉ những người chơi lâu năm hoặc là những người nào va chạm nhiều với lại ý ngọc thì mới biết được. Đây, một bó của nó rất là đẹp. Đó. Hoàng thảo ý ngọc đi nhá. 230.000 một cân ạ. Hầu như là chiếm tới 80% là thân tơ. Đấy. Hoàng thảo ý ngọc. Tiếp theo hoàng thảo ngọc thạch có khoảng hơn 2 cân thôi. Em sẽ bỏ ra cho mọi người xem một bó như lúc nãy. Em bỏ cái ý ngọc. Em bỏ bó to này nhé, xem có bị gãy không nhé. Đấy, dân khai thác họ rất là làm rất là cẩn thận và kỹ càng này. Đấy. Tuy nhiên là lấy cái lạt này về buộc thì em cũng cảm thấy là hơi sai. Thì lẽ ra là lấy cái dây rừng về buộc thì nó cây nó đảm bảo hơn, nó sẽ không bị dập gãy gì cả. Đấy, rất đẹp đấy ạ. Thì cái này là nó bị gãy mất ba cái đầu tơ này. Đấy. Khóm này có tận 5 thân tơ. Đấy. Nhưng tuy nhiên là khóm già, khóm này lại thân già lại nhiều thân tơ này. Đấy. Khóm này cũng nhiều thân tơ này. Đấy. Đấy. Giá em bán là 200.000 một cân, hôm nay em chỉ có khoảng 2 cân thôi. Kiếm tiên vũ. Tiên vũ này em bán giá là 100.000 một cân. Đấy. Em còn khoảng hơn một cân cái hoàng thảo phi điệp vàng đây, 160.000.
Đây là hoàng thảo nhất điểm hoàng đây. 80% là hàng dề. Dề to, dề bé lẫn lộn đấy. Cây rất là đẹp ạ. Hàng hôm nay ít rồi, nên là mọi người thì mỗi người đặt 1-2 cân, một người 2 cân là em nghĩ chắc là hôm nay sẽ lại không đủ hàng để cho khách hàng. Đấy. Những đơn hàng nào mà em đóng theo số thứ tự mà chưa tới hoặc là chưa gửi được thì ngày mai chúng em xin phép chúng em sẽ được gửi tiếp. Đây là hoàng thảo nhất điểm hoàng nhé. Đấy. Đấy. Đây ạ. Tiếp theo ở phía dưới này, hoàng thảo Xuân Thủy Tiên. À, hoàng thảo Xuân Thủy Tiên hôm nay hàng rất đẹp. Giá em bán là 230.000 một cân. Đấy, 230.000 một cân. Đấy, mọi người có thể thấy rằng hàng hôm nay rất đẹp ạ. 230.000. Kiều tím em hết hàng nhá. Kiều tím có khách đặt hết rồi. Trong này là hoàng thiệu, vẫn là Xuân Thủy Tiên này. Đấy. Phía bên này là hoàng thảo vôi. Vôi em bán 300.000 một cân. Vôi này em xin phép được giới thiệu một chút là vôi này là vôi Bắc. Đấy, vôi Bắc thì thân nó to hơn, mập hơn này. Đấy, thân to mập hơn này. Nó gần giống trầm vàng. Thân to mập hơn, hoa to hơn nhiều nhá. Đấy, em dự bán giá 300.000. Tiếp theo trong này, chuỗi ngọc hôm nay bán thanh lý nhá. Tuy nhiên là hàng vừa mới về nhưng mà vì số lượng hàng nó nhiều quá nên là chúng em sẽ bán rẻ đi, rẻ rất nhiều so với những hàng những ngày bình thường chúng em bán. Giá em bán là 160.000 một cân đấy ạ. Đấy, hoàng thảo chuỗi ngọc 160.000 một kg thôi. Phía trong này hoàng thảo u lồi em còn khoảng 2 cân. U lồi thì giá em vẫn bán như mọi hôm, em bán 280.000 một kg. Và loại này hiện tại đang thắt ngọn, thắt đọt rất là đẹp rồi. Đấy, chuẩn bị có nụ để cho hoa. Ôi này, cái này mầm này bị gãy này, tiếc thế. Đây, mầm bị gãy này. Em sẽ cắt ra tí nữa, đóng hàng cho khách em sẽ cắt ra. 280.000 một cân. Trong kia là mấy cái chầm cốc, chầm chậu con này. Loại này thì thích hợp cho cô chú anh chị các bạn mới bắt đầu tập chơi lan rừng, trồng lan rừng. Đây là cái sự lựa chọn tốt nhất và em nghĩ là nó sẽ ok nhất ạ. Đây. Một cái chậu con như này em bán 120.000 một cái chậu này. Đấy. Năm sau nó sẽ được một giò ngay. Đây là giáng hương tam bảo sắc này. Em bán thanh lý nhá. Giáng hương tam bảo sắc thanh lý nó hàng nó hơi xuống lá một tí, hơi héo một tí này. Tuy nhiên rằng là khi mà mọi người ghép lên tưới nước nó sẽ hồi lại cây. Giáng hương tam bảo sắc này em bán giá 160.000 một cân nhé. 160.000 một kg. Hoàng thảo vôi, vẫn là hoàng thảo vôi. Vôi em không giới thiệu nữa. Đây là hoàng thảo Điện Biên Đông. Điện Biên Đông. Điện Biên Đông đây là một trong những cái mặt hàng mà mỗi lần em khai thác thì chả thấy nó có lá đâu. Đấy, toàn thấy nó như thế này. Thân tơ là những thân sạm sạm này. Còn thân vàng óng là thân già. Loại này thì em xin phép được bán giá giá em bán hôm nay em sẽ bán là 120.000 một kg nhé. Đấy, giảm giá kịch sàn luôn. Đấy. Đấy. 120.000 một cân. Hải râu này. Hải râu 120.000 một cân này, cũng có vài cân này. Đấy. Tiên hải 60.000 trong kia. Và hôm nay em có một lô kim điệp mới vừa về. Nhưng mà lô hôm nay thì nó hơi vụn một chút. Nó hơi vụn một chút này. Nó không được hàng dề cho lắm. Cái loại này thì cho những người mà người ta là chơi làm giống này, thứ nhất làm giống, thứ hai là đã biết cách ghép, cách chơi rồi. Thì loại này hôm nay em xin phép được bán giá là 140.000 một cân đấy nhá. 140.000 một kg thôi. Và giá của nó là giá giảm giá kịch sàn luôn. Đấy, thanh đạm sữa 80.000 một kg. Đây đạm sữa đây. Đạm sữa thì từ trước đến giờ thì chúng em hàng khai thác hàng thì hàng lúc nào cũng đẹp. Riêng đạm sữa này thì em không có hàng gọi là cây xấu cây tồn nhé. Đây hàng rất đẹp đây. Đạm sữa 80.000. Địa lan mạc quân tử hay còn gọi là địa lan mạc xuân. Giá em bán là 80.000 một cân nhé. 80.000 một kg. Loại này dễ trồng, dễ sống và dễ cho hoa. Ngoài ra ở đây hôm nay em rất là tâm đắc cái lô hoàng thảo kiều vàng mà phiên tối hôm qua em có giới thiệu nhanh qua rồi. Đây là lô hoàng thảo kiều vàng thân ngắn lùn rất là đẹp này. Và cây của nó căng mọng luôn. Loại này thì khả năng là người ta khai thác ở cái chỗ vùng mà nó ăn nắng nhiều ấy. Đấy, nó nhiều nắng ấy. Thì thân của nó vàng đỏ au và thân nó ngắn rụt lại. Đây,
Đấy, có thể thấy rằng là thân nó rất là đẹp và khóm cực kỳ đẹp luôn. Có cả khóm to, khóm bé nhé. Riêng kiều vàng này rất là dễ sống, dễ trồng ạ. Đây. Kiều vàng này em bán giá 170.000 một cân nhé. Đấy. Trên đây là những cái mặt hàng mà phiên hôm nay chúng em muốn giới thiệu, muốn giao lưu, trao đổi với toàn thể cô, chú, anh chị, các bạn. Em xin phép được dừng cái video bán hàng của phiên thứ 6 ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại đây. Thì một lần nữa chúng em chả biết nói gì hơn, xin được gửi những lời chúc sức khỏe, những lời chúc thành đạt tới toàn thể cô, chú, anh chị, các bạn, những khách hàng thân yêu luôn ủng hộ shop, ủng hộ kênh chúng em nhé. Chúng em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô, chú, anh chị, các bạn vào phiên bán hàng buổi sáng ngày mai nhé.